nên nếu mà đi thuyền ở đây thì nó êm ả lắm. Ôi, con nào nó cũng béo múp mù mục luôn. Đấy, các bạn thấy không? Ngồi cạnh người đẹp, xong lại còn Hi, xin chào mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nếm TV. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá Tây Bắc. Và cái địa điểm mình đang đứng đây quá là đẹp. Đây, hay lại gần đây đi. Các bạn hãy nhìn xem. Ở phía kia là một cái hồ nó trong xanh rồi. Cái những cái ngọn núi ở kia đang được đan xen bởi những cái đám mây. Và bật mí luôn cho các bạn, hiện tại thì mình đang ở bản bản gì anh nhỉ? Nậm 2, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu. Tại sao mà cái một cái khung cảnh đẹp như thế này mà đến giờ vẫn còn chưa ai tới đây nhỉ? Mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn sẽ có cái nguồn cảm hứng để tới Nậm Nhùn, Lai Châu khám phá. Dẫu sao thì nó cũng thuộc trong cái lòng sông Đà nên có rất nhiều những câu chuyện từ văn hóa đến địa hình và cảnh sắc. Nên qua video này mong các bạn hãy tới Nậm Nhùn nhé. Bây giờ thì không để các bạn mất thời gian nữa, mình sẽ cùng nhau lên những cái chiếc thuyền như này và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một vòng lòng hồ ở trên chỗ Nậm Nhùn nhá. Let's go. Nói chung là mình không biết tả bằng lời như thế nào nữa, nhưng mà hôm nay đúng là trời phú luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi, đúng một cái thời tiết quá đẹp. Nó vừa mưa xong nên những đám mây nó vẫn còn lởn vởn quanh đây. Ngày hôm nay thì mình được đồng hành cùng với những người anh, người bạn ở trên Nậm Nhùn này. Ở đây thì bà con tận dụng cái nguồn nước sông Đà để nuôi cá, những cái loại cá đặc sản như là cá lăng, cá chiên. Nay thì mình cũng có đặt cơm ở trên hồ nên lát nữa thì mình sẽ quay từng món ăn cho các bạn xem. Vâng, sông Đà ơi, cá mọi người đây nuôi cá lâu chưa anh? 27 Ôi, nước trong lắm đây này. Mọi người có thể nhìn xuống đáy luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Bảo sao mà những nhà thơ, nhà văn ngày xưa khi mà đi ngang qua sông Đà đều phải sáng tác một tác phẩm. Bởi vì cái khung cảnh này thực sự nó nên thơ luôn. Ôi, bây giờ thì chiếc thuyền của chúng ta đang được lang thang ở trên lòng sông. Và mình nhận thấy là quanh đây có rất nhiều những cái quán, những cái hòn đảo như thế này. Và mình cũng không hiểu tại sao ở trên này lại có ba con trâu nó được thả trên này nữa. Có lẽ là lúc mà nước cạn thì người dân đã bắt chúng nó bơi ra đây. Bơi ra đây giống như là trên thác Bà mà mình đã từng chứng kiến cái cảnh đấy. Trâu nó bơi cũng rất là khỏe, đúng là rất là trâu. Thì quanh đây có rất nhiều những cái lồng cá, đây là cái đặc sản ở trên này. Nên hôm nay mình cũng sẽ cố thưởng thức những cái con cá ngon lành được nuôi từ lòng sông Đà. Nó rất là rộng các bạn ạ. Đẹp quá. Đây, có cả những cái chỗ mà họ cất cái vó kìa. Họ cất vó, cất tép các kiểu. Có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ ở đây, đúng không bạn? À đây, chúng ta sẽ ở đây này. Có một cái hợp tác xã du lịch trên này, do những anh em trẻ tuổi làm du lịch ở đây. Ôi rộng quá. Đây, hay nhìn một vòng này. Đúng là đất lành chim đậu. Xa xa kia chúng ta còn thấy là những cái con cò kìa. Đấy, con cò nó đang chờ trầu trực ở đó để bắt những cái con cá con. Thực sự nó rất là trong lành, không khí quá trong lành luôn. Trên đỉnh đồi kia thì mình để ý là hình như mọi người đang trồng vải hay nhãn gì đó. Đây. Đây, sau này thì hy vọng là ở đây cũng có phát triển được thêm rất nhiều những cái loại nông sản khác, bởi vì khí hậu trên này phù hợp. Cảm giác rất là mênh mang, bởi vì là nó là trữ lượng nước của Lai Châu nên cái dòng chảy của nó rất là ổn định các bạn ạ.
nó không có quá nhiều sóng và dòng chảy xiết, nên nếu mà đi thuyền ở đây thì nó êm ả lắm, nó êm ả. Chúng ta đã tới được cái bè rồi, tuyệt vời. Những con chó này làm cho mình nhớ đến Cát Bà các bạn ạ, giống những cái làng chài, làng trên bè đấy. Mỗi nhà sẽ có một hai con canh gác. Sau này có lẽ là mình sẽ nuôi thêm một con như thế này để đi du lịch. Nó bảo là đâu đi, là đi đâu ấy các bạn ạ. Đi đâu ấy các bạn ạ. Rồi, tới rồi. Mời mọi người lên thuyền, lên bè cùng mình nhá. Uầy, các bạn nhìn thấy nước trong chưa? Nhìn thấy cả chân của những chú ngan này luôn. Đẹp quá. Trong lành. Hôm nay thì mình được đồng hành với cả bà con người Thái. Đấy, có các chị, các cô. Người Thái. Rồi, để cháu cầm cho. Đấy, đây là bà con người Thái đen. Bởi vì đây chúng ta đang thấy cái dấu hiệu rõ rệt nhất, đó là các chị ở đây đều đã tàng cẩu hết rồi. Yeah. Không biết là những cái lồng cá này đang được nuôi con cá gì, nhưng mà mình nhìn qua thì mình thấy được cái con cá tép dầu giống như ở trên Quỳnh Nhai mà mình đã từng quay cho mọi người xem. À đây rồi, chúng ta đang thấy được một cái, đây là bè cá gì nhỉ? À đây là cá lăng à mọi người? Đây cá lăng à? Đúng không? Đây nó đang bơi, ủa nhiều lắm. Nhiều chưa này? Khi mà mình bước đến gần này thì chúng nó ngớp lên đòi ăn. Đây này, các bạn nhìn này. Cá rất là sạch. Nước rất là trong. Ở đây có tới hơn chục cái lồng. Mình sẽ sang thử cái lồng bên cạnh kia xem có cá gì nhé. Xa kia thì mình thấy có một cái khe nước, nó chảy từ trên núi xuống. Đây cũng là một trong những cái nguồn nước tạo lên cái lòng sông này. Đâu rồi, xem cái bè này là bè cá gì đây. Vẫn là cá lăng, nhưng mà nó bự hơn, nó to hơn bên kia. Cái này thì chắc là nuôi theo lứa. Giờ thì mình sẽ phải chọn cá các bạn ạ. Chọn ở cái lồng này. Theo như các anh em đây có nói thì chỗ này là nó nhiều cá nhất đây này. Đâu rồi. À, ok. Giờ nó hết xong đấy à? Vây nó lại. À, anh em kéo ngang nha để dồn à. Thấy chưa? À kia rồi. Sao có con cá màu trắng luôn kìa. Cá đột biến. Cá đột biến bạch tạng đúng không? Đâu rồi? Con này đang có người mua 2 tỷ chưa bạn? Úi giời. Đây các bạn nhìn này. À 1 2 3 hãy nhìn xem. Ôi nó thành rất nhiều lắm. Úi giời ơi. Cá đột biến anh. Đấy, cá lăng đen. Ôi. À. Ôi con nào nó cũng béo múp mù mục luôn. Đấy các bạn thấy không? đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi, tí nữa mình sẽ chọn một con to nhất để làm thịt. Mà bắt con to nhất nhá. Duy ơi, tí bắt con to nhất nhá. Bắt con to nhất nhá. Rồi. Quá ngon. Nước sạch, cá ngon. Rồi, chọn một con thịt thôi các bạn ơi. Sau khi chọn được một chú cá lăng to béo thì bây giờ mình đang nhờ đầu bếp chế biến theo cái phong vị của người Thái ở trên này. Cái này mình sẽ làm món gì hả bạn ơi? Vỏi cá này. Vỏi cá à? Đây đang lọc thịt đấy à? Vâng. Đấy, to, cá to chưa? Này con nhìn này. Con này vừa nãy cân mấy cân đấy nhở? 2 cân rưỡi. Hôm nay thì uống rượu với người Thái và ăn gỏi cá của người Thái làm luôn. Bạn là người Thái gì? Em Thái trắng ạ.
Hai trắng à? À, trong số 54 dân tộc mình có nói với mọi người thì mình khá là phù hợp. Mình ăn đồ ăn của người Thái và người Hoa khá là hợp. Da cá này mình có làm gỏi không? Nấu canh thôi, còn đâu mình lọc thịt để làm ấy thôi đúng không? Ở đây thì mình đang thấy rất là nhiều những cái gia vị để làm nên những cái món ăn người Thái. Nhìn qua thì chúng ta thấy những cái gia vị này là khá là thông thường rồi nhá. Nhưng mà có một thứ mà nó khá là đặc biệt ở trên Tây Bắc. Đặc biệt ở trên dưới xuôi thôi, nhưng mà trên Tây Bắc rất là phổ biến, đó là mắc kén hạt dổi. Là hai cái loại hạt mà người dân lấy ở trong rừng ra. Tí nữa mình sẽ làm món gì rồi anh ấy? Thịt. À, pa bình tộp đúng không? Pa bình tộp, pa là con đúng không? À, bình là cá. À, nướng, còn tộp là cá rồi. À vâng, đây pa bình tộp. Gà nướng và cá nướng luôn. Đây là cá rô phi, cũng nuôi ở đây luôn. Bên cạnh là gà nướng. Thì sau khi mà tẩm ướp xong thì sẽ được à, cái quả này xin giới thiệu với mọi người này. Đây là quả mắc gì nhỉ? Mắc có đúng không? Đúng rồi, quả này rất là chua. Có nhiều người thì gọi là quả cóc rừng, bởi vì ăn nó khá là giống với vị cóc. Đúng rồi. Đấy, làm nước chấm rau sống luôn. Ăn hết nước chấm. Hết nước chấm luôn. Các chị, các cô người Thái đang phụ bếp mọi người nhặt rau. Đây là món thịt nướng lá chuối. Mình không biết là người Thái gọi là gì nhưng mà mình quên mất rồi. Mình đã ăn cái món này rất nhiều lần. Ở cả Điện Biên, cả Lai Châu, Sơn La luôn. Và cái món này rất là tốn rượu các bạn ạ. Đây là trang công đoạn chế biến. Trộn đều gia vị, sau đó thì mới bọc với lá chuối. Một là vùi giò, hai là nướng. Chắc là tí nữa sẽ vùi giò. Đây là thịt nướng đúng không cô? Thịt nướng như vậy là gì ạ? Gọi là nghĩa phò. Nghĩa phò ạ? Nghĩa phò. Nghĩa phò ạ? À, bây giờ sẽ chuẩn là thịt bọc lá chuối vùi giò đúng không? Đúng rồi. Vâng. Sẽ bọc vào như thế này và sẽ vùi vào giò. Cháu sẽ hào mót để xuống dưới xuôi kia cháu thử làm xem nó có đúng phong vị không. Sau khi mà bọc lá chuối, bây giờ thì chúng ta đang đến công đoạn vùi giò. Bởi vì cái lớp lá chuối nó khá là mỏng nên chúng ta chắc là chỉ cần một chút giò thôi, không cần quá nhiều. Cái này thì bao lâu thì được hả cô? Cái này ít nhất cũng phải tầm 30 phút. 30 phút à? Vâng, trong thời gian đấy thì mình sẽ chế biến những món khác như ở ba bình tộp hoặc là gỏi cá. 30 đến 40 phút. Vâng, rất là cầu kỳ. Nướng trên than ạ. Cái ba bình tộc là nướng trên than. Còn cũng một món nữa, với cả cũng đều gia vị, cũng cùng thịt lợn để đi chế biến thôi, nhưng mà cái đấy thì mình hơi ở trên than, mình có thể cho vào kẹp nướng, mình hơi trên than. Cái nướng hơi nóng. Vâng, ngay vùi giò để có quyện thêm cái mùi lá chuối hả cô? Đúng rồi. Khi chín thì nó có mỗi loại thịt đấy nó sẽ có mùi khác nhau. Vâng. Nóng quá. Ôi giời ơi, đây chính là món pa bình tộp, cá nướng và món cái bình là gà nướng đang hun khói như thế này.
Nhưng mà để mà hun cho nó chuẩn thì phải sử dụng những cái loại gỗ mà nó không bị dầu quá, như là thông hay pơ mu. Nếu mà các bạn mà nướng bằng thông hay pơ mu thì nó sẽ bị đen. Những cái loại gỗ này thì chúng ta có thể nướng được thoải mái luôn. Đấy là lưu ý cho mọi người nhé. Nếu mà mọi người đi cắm trại mà thấy gỗ thông cháy bốc mà mọi người nướng là tí nữa sau là cái con gà, con cá nó sẽ bị đen xì luôn. Các cô và các chị đang ngồi bên bếp lửa. Xong rồi bếp lửa nó tình tứ này, mọi người không còn ngồi hát một bài đi. Hay là tí nữa phải kim lẩu vào mới hát được ạ. Vâng. Sắp tới là mình cũng sắp đến Tết rồi nhỉ cô nhỉ? Vâng. Vâng, đúng rồi, nhanh lắm. À, đây là cái nồi cá nấu canh chua ạ. À, rau nhà trồng luôn đấy ạ. Vâng. Thế cái món này thì bao giờ thì mới chín? Cháu thấy là cũng được 30 phút rồi đấy. Để cho chín kỹ nhỉ? Vâng, à đúng rồi. Thì mình cứ để đây cho nó nóng thôi đúng không? Khi nào đặt cơm thì bỏ ra. Vâng. Trên này là những cái phần thịt khác của con cá lăng vừa nãy. Mình sẽ ở đây để tí nữa nấu canh chua. Nếu mà nhớ không nhầm thì tí nữa sẽ nấu canh chua với quả sổ. Cũng là một loại đặc sản của núi rừng ở trên này. Đây quả sổ đây. Quả sổ đây các bạn ơi. Đây quả sổ đấy. Mình đã review quả sổ một lần ở trên nơi con sông Đà chảy vào đất Việt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta đang thấy được có một cái mâm cỗ thịnh soạn rồi. Điểm danh qua thì chúng ta đang thấy đây là món pa pỉnh tộp, tức cá nướng theo phong vị của người Thái, cũng là tên gọi cũng là người Thái luôn. Đây là thịt mà gói lá chuối và ủ do. Bên này là canh quả sổ nấu với cá lăng. Món này là đây cũng vậy. Đây là nước chấm nấu từ quả mắc có thì nó khá là chua, để chấm với rau sống. Đây là cái món mình rất là thích đây, tính là gỏi cá lăng. Lát nữa thì mình sẽ ăn hết cái chỗ này luôn. À thiếu một món nữa, đó là món gà bản. Gà bản đây mọi người thả đồi và nướng lên. À chén ơi. Chị đâu rồi? Chúc sức khỏe cả nhà nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Cảm ơn bà con ở Mường Mô đúng không? Đã đón Tết một cách thịnh soạn như thế này. Mình hy vọng là nếm thật nhiều phát triển kênh của anh nếm thật nhiều hơn nữa nhé. Còn đâu mình thì mình mong là sau này các bạn sẽ được đón được nhiều khách hơn. Mường Mô cho các bạn nhé, đến Mường Mô. Bây giờ trên này họ hay làm lý theo cái kiểu là đổ ra một chút này để mời tổ tiên. Rồi. Áo hành à mọi người. Áo hành à. Áo hành nhá. Áo hành nấu hết nhá. Dùng đi mọi người ơi. Đây là cái nước chấm như thế này đúng không? Ừ. Mắc có. Ngon quá. Nay được ngồi cạnh cùng mọi người nhỉ, rất là vui. Sao nó nóng hổi. Vâng. Có lẽ là em nhờ anh Vượng cho em đút gì nhé. Thực ra thì đến với cả sông Đà thì chúng ta chắc chắn là phải thưởng thức về cái nguồn cá trên này. Với cái nguồn dòng nước sạch như này chắc chắn là thịt cá sẽ rất là thơm. Và mình đã được thưởng thức cả cá lăng ở dưới trên Quỳnh Nhai rồi. Ở dưới Quỳnh Nhai. Nhưng mà trên này không biết là vị nó có khác không. Cùng là người Thái chế biến nhưng mà mình sẽ thử nhá. Gắp miếng nào mọi người? Đây là miếng nạc. Đây đi. Cái này có cần chấm không ạ? Không còn chấm nữa, thử nhá. Cảm giác thế nào em? Mì lắm. Xin giới thiệu về món cá của mình đi em. Chị cứ nói qua về cái công thức chế biến. Vừa rồi em thấy là chị cũng làm món này mà.
chị em theo làm. Em theo làm. Nói chung là đây có một cái hương vị rất là đặc biệt, đó là mọi người sử dụng với cỏ sổ. Đây, cỏ sổ là một cái loại quả rừng mà nếu mà các thời các cô các chú ngày xưa mà đi lính ở trên này thì sẽ biết quả này. Thậm chí bố của mình ngày xưa cũng biết quả sổ. Mà tầm bây giờ chỉ cần xem video là mọi người sẽ đầy ứa ở miếng miếng. Bởi vì nó rất ngon. Tôi không cố đó. Cái quả sổ này còn những đôi yên ương còn đem đi để ăn vì nó có vị chua mà em. Vâng. Đấy đấy, cho nên là mọi người ăn cái quả sổ này xong là mình ngồi tán nhau ở trên rừng ấy. Rất là hay. Em có nên thử cái này không nhỉ? Cái này có cần chấm mù tạt đúng không? Đây là cá đây. Kém thêm mình có cần nhúng qua cái này không? Nhúng qua nước chanh. Đây nước chanh đúng không? Theo anh thì nên nhúng qua. Vâng, em nghĩ là chúng nhúng qua cho nó hợp vệ sinh. Đây có lá vả kém. Thế em chấm cái này nhá. Ăn vả. Cái vả này là vả không phải là vả mà các chị em hay dành cho các anh em đâu. Vả này là vả ăn được. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái lá non như thế này để tạo cái vị chát chát. Và thứ hai là nó cũng có một cái tính kháng đối với những cái đồ ăn mặn, giống như là chúng ta hay ăn lá sung với cả quả sung ấy các bạn ạ, lá ổi nữa. Mình thích nhất là cái nước chấm à. Nước chấm này là làm từ cái gia vị gì ở gì? Lạc dạ. Lạc dạ đó, nó là bùi và có cái vị chua vị của chanh, tỏi, ớt. Đâu nhỉ? Ôi giời ơi, hôm nay đến đây không những không gian đẹp nữa mà mình còn cái nấu cơm này đang thì chị nghỉ rồi, năm nay chị ấy ở chị không làm là chị đẹp. Thực ra thì trong cái câu chuyện mà ngoài ẩm thực ra thì mình rất thích về cái trang phục của người. Từ năm ngoái nói chung là năm ngoái cái bộ váy còn ấy, nó lên được cái vẻ của người phụ nữ. Chị em nữa từ năm ngoái mang một trang phục của người phụ nữ khá là đẹp ở Việt Nam mà tôi nên vẻ đẹp của người phụ nữ đó là áo dài, váy cóm và một cái nữa là sườn xám, sườn xám thì của người Hoa. Đấy, quay trở lại câu chuyện là hôm nay được ngồi cạnh người đẹp, xong lại còn được cấn lỏi cá từ nãy rồi, cấn cho chục miếng rồi thấy ngon quá nên mới phải quay lại mọi người. Chị tên là gì? Chị Siêng. Hay là chị này bón cho em nó đi. Nói nhiều mọi người bảo là không biết là khởi đâu thì cái câu chuyện đâu. Chỉ có em nói chuyện nghe xong là các anh này anh chị ăn thua thiếu xong thôi. Nhưng mà người đẹp quấn cho phê quá. Đấy là say tình cảm rồi đấy. Ừ nhá. Thế bảo là hôm nay cháu không nói nhiều lắm. Hay là thấy anh ở em. Dạ. Chị em mình được tặng cậu. Đều là những người có gia đình hết rồi. Còn chưa có bạn gái. Nhiều cháu.